tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết dông tố của tác giả nhà văn vũ trọng phụng tác phẩm còn có tên là thị mịch khi lần đầu tiên đăng trên hà nội báo năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu người đọc thái hoàng phi tập 11 Tập cuối Chương 30 Qua tỉnh lỵ Quảng Yên chừng 20 cây số Xe bắt đầu chạy chậm Và cứ thẳng tiến trên con đường thuộc địa đi tiên yên Những luồng gió mạnh mẽ nặng nề Và những hạt mưa to Ao ào, ào hắt vào bốn bề cửa kính Lắm lúc qua một chặng đường ung thủy Bánh xe lại tung lên những cây nước cao ba thước ra hai bên vệ đường Cơn dòng tố phủ phàng bẻ những cành cây mục rồi để rơi dưới mặt đường ngổn ngang cả trời đất ủng sủng trắng xóa những nước là nước ngồi bên trong cái xe hơi hòm vung vút nuốt đường cạnh một ông già kỳ quặc mà mỗi hành vi ngôn ngữ đều biểu hiện cho một sự bí mật lại đã có chứng cứ hiển nhiên là bố mình tu anh thấy như mình đương bàng hoàng sống một giấc mộng say xưa Chàng đang ngồi ôm đầu trong phòng giấy, nghe tiếng mưa gào gió thét của cảnh trời sầu đất thảm mà ôm lại tấm bi kịch ghê gớm dưới hải phòng mà tự đặt ra bao nhiêu dấu hỏi về người bố đột ngột ấy thì có ba tiếng gõ cửa rồi ông già vào với bộ mặt thản nhiên khó hiểu mà bảo chàng con ơi cha đi đây con có muốn tiễn bị cha thì xuống đánh xe đi với cha ấy thế rồi cuộc hành trình ông già ngồi vào cầm lái xe và lành nghề như một người đã sống vì nghề lái ô tô hàng đã vài chục năm rồi vậy trong quãng đường dài từ hà nội qua hải phòng rồi thẳng đi về mạn móng cái đà xe cứ thay từ sáu mươi đến một trăm cây một giờ hai bố con tính chưa nói được câu nào với nhau đã nhiều lần tú anh muốn hỏi song động cơ nổ ầm ầm lại thêm mưa gào gió thét quanh xe nếu có trò chuyện cũng khó cho nghe hiểu trước mặt có một vệt đen xì nhoi lên trên vệt ấy là một cái chọi cao đồn xe dừng chậm ông già thay đèn pha ra đèn cốt để ung dung lẳng lặng qua đồn một cách nghiêm trang bệ vệ ý chừng sợ bọn lính gác nghi hoặc gì chăng khỏi địa phận của đồn xe lại phóng nước đại độ mười phút sau thì trời đất mở ra một vòm bao la bát ngát bên trái là đồng ruộng và làng mạc bên phải là bể với những hàng dãy núi đá và những cồn cát chập trùng những cái bóng đen xì có hình thể của những cái roi tiền cắm ngược là những cây phi lao dù là giữa đêm khuya Nhờ có ánh sáng của nước mưa Người ta cũng nhìn rõ được mọi vật Ở ngoài cái vòng ánh sáng của đèn xe Thì ra đã quá khu vực Của Vịnh Hạ Long nhiều đường đất lắm Tú Anh chưa dám hỏi ấy là Ông bố định dắt mình đi đến đầu trời cuối đất nào Thì ông già hãm xe Cách ba thước trước mặt Là một dãy nhà Trong đó có một tòa nhà gạch lối cổ Còn thì là những mái ranh siêu vẹo Trong ra xa nữa Một con đường nhỏ dắt đến một dãy cồn đá có một cây đa âm um tùm nhoi lên trên dưới cồn đá là bến thuyền có vài chiếc thuyền nhỏ của dân chài lưới chung quanh cây đa có vài quán chợ ý chừng là chợ tôm cá của dân miền duyên hải ông già cho xe quay mũi lại để lọt hẳn vào vệ đường rồi bảo anh bước xuống đếm đấm cửa tòa nhà gạch một người đàn ông vẫn đèn to lên ra mở cửa rồi ba người cùng vào đối với ông già chủ nhân có vẻ kính cẩn đến nỗi sợ hãi Tu Anh thấy trên giá áo có bộ quần áo và mũ lính sen đầm Thì cũng hơi ngạc nhiên Đã đến lúc chàng phải hỏi Thưa cha Bố con ta biệt nhau ở đây Ông già gật Phải, phải Một giờ đồng hồ nữa thì cha xuống thuyền Hai giờ đồng hồ nữa thì cha đã lên đênh giữa mặt biển Bố con mình chỉ còn có một lúc trò chuyện mà thôi Mà có lẽ không bao giờ Không bao giờ cha con ta lại gặp nhau nữa Nói đến đấy ông già ngừng lại Nét mặt sầu rỉ Cố giữ hai giọt lệ cho khỏi chạy xuống đôi má Lặng lẽ Người chủ nhà lấy ở túi áo ra Đem lại để trên bàn một bộ quần áo khách Với một gói giấy nhật trình Gói nhỏ ấy va vào mặt bàn Làm một tiếng cạch nặng nề Và khiến ông phải ngẩng mặt lên Ông đứng dậy cởi bộ quần áo vải vàng Lấy bộ quần áo Trung Quốc mặc vào Thì chồng đã ra vẻ một ông già tàu ngay Ông vừa thay hình đổi dạng vừa nói Cha đã muốn về ở với con một hôm Xong sợ nguy hiểm đành phải để đến phút cuối mới lại tìm con Và mượn xe của con đi cho đúng giờ hẹn Sợ dĩ thế là bần cùng 6 giờ sáng mai thì cha đã lên một cù lao nhỏ thuộc Hải Nam Rồi cha sẽ lên một chiếc tàu nhỏ chở than và đá bọt của khách để đến Hương Cảng Từ Hương Cảng cha sẽ đường hoàng lên tàu Tây mà về Thượng Hải Rồi đi Lữ Thuận thì không còn lo sợ gì nữa con là người hay đọc các báo chí sách vở cực tả hẳn nghe thế con đủ hiểu cha đã làm những công việc gì rồi ngoan ngoãn và kính cẩn sự kiêu căng được có người bố ấy lộ ra nét mặt tú anh khẽ đáp vâng ông già ra mở cửa sổ nhìn mưa gió năm phút rồi đóng cửa quay vào hỏi trống không không biết bọn ấy đã từ hồng vẹo ở các bà về đây đón ta chưa người chủ nhà khẽ nói Chắc phải theo đúng lệnh Nhưng bị bão nên đến cũng phải chậm Cứ theo chiều gió này Mưa này Thì ta đoán có bão to ở giữa biển Trung Hoa Cách Thái Phòng độ tám 180 hải lý Đến nửa đêm có lẽ gió đổi Sẽ thổi ở vị tuyến Bắc 19 độ Và kinh tuyến Đông 113 độ Ngang qua Cù Lao Hải Nam Rồi tiến về phương Tây Bắc Tây Làm thế nào biết cho đích xác Người chủ nhà thưa bẩm để tôi ra đồn xem thiên văn đại phủ liễn đã báo chưa ừ có thì biên vào giấy đem về đây cho tôi mau lên người chủ nhà vội lấy cái áo mưa đi khoác vào ngay khi gian phòng chỉ còn hai người tú anh khẽ hỏi người lính sang đầm này mà lại cũng là ông già gật và thêm phải anh ta chịu trách nhiệm về trình độ tiến hóa của anh em phù mỏ từ nay trở đi cái đảng ấy sẽ kín hơn ngày xưa từ nay trở đi sẽ không có những vụ bạo động vô ích cha về từ bao giờ đã hai tháng công việc của cha là hòa giải hai đảng điều đình cho đảng quốc gia cũ hợp nhất với đảng quốc tế mới vì phái quốc gia cũ lấy tiền của đức và của nhật như vậy là dại dột lắm dân tộc mình mà thoát vòng này thì sẽ vào tay đức với nhật là hai đế quốc như vậy thì sẽ là diễn cái trò hề diệt chủng tái nô mà thôi Ông già ngừng lại bốc gói giấy nhỏ Thì đó là một khẩu súng lục Ông mở ổ đạn Xem xét máy móc Lại đậy lại Bỏ túi rồi hỏi Con có một khối ốc không? Con có một quả tim không? Tu Anh đáp Con cũng may mà cũng lại là một người biết nghĩ Cũng có một lý tưởng Quốc gia hay quốc tế Bẩm quốc gia Ông bố trừng mắt mắng Đồ ngu Tu Anh cúi đầu chịu quở không đáp Ông bố tiếp Ta không được coi nước Pháp là kẻ thù Mà để cho bàn tay bí mật của phái quân nhân Nhật Nó thực hiện cái chương trình liên Á Bằng những câu hiệu như Á Đông về tay người Á Đông Cái chế độ của nó làm khổ dân ta Là chính sách của mấy nhà tư bản Vua dầu hỏa, vua mỏ, vua ô tô, vua nhà băng Nhưng đó không phải là toàn thể nước Pháp Ta có thể hy vọng vào nước Pháp bình dân của Rousseau, Dantou, Robespierre rồi những người ấy sẽ có thế lực làm cho ta đỡ khổ Mặc dầu bây giờ họ chưa có địa vị gì cả Ta sẽ không được coi nước Pháp là kẻ thù riêng Trái lại ta có kẻ thù chung trong bọn đồng chủng chúng ta Cái phái tọa hưởng kỳ thành vẫn bốc lột cái phái lao động Thí dụ thằng nghi hách là một Nhưng tư tưởng quốc gia của con vừa hẹp hòi vừa bất đạt Phân biệt biên thùy đối với nội giống là đồ ngu xuẩn Con nên đổi quan niệm đi và nên coi những người Pháp nghèo khổ là bạn thân và bọn trọc phú An Nam là kẻ tử thù. Ngay lúc ấy, nhà trong có tiếng đàn bà khẽ ru con. Tú Anh đưa mắt nhìn ông bố. Ông già cười nói, họ hiểu quá gì nữa mà sợ. Người lính sen đầm vừa lúc ấy đẩy cửa vào, đưa ra một mảnh giấy. Ông già xem xong nói một cách đắc chí. Ta đoán thử không sai, kinh tuyến 113 vĩ tuyến 19 thật. Thôi xong, như thế là ta có thể yên tâm xuống thuyền bão có to lắm thì cũng chỉ thổi thuyền dạt vào hải nam là cùng mà thôi thưa cha đây chỉ là bão rớt mà sóng đánh còn âm âm thế này Con sợ lắm hay cha chờ bao giờ bão ngớt đã ông già mỉm cười còn tưởng công việc của cha cũng như trò trẻ có thể sai hẹn được đấy à nếu không có bão thì ven bể này đặt những thuyền nhà đoan những tàu hải phòng ta đi thoát làm sao vả lại cuộc hội nghị ở Viễn Đông có đủ đại biểu của Phi Luật Tân, Úc Châu, Trà Và, Đài Loan. Ta đến chậm nửa giờ cũng không được. đương cơn giông tố này con sợ lắm. Ông già nghĩ một lát rồi thản nhiên nói một cách láo lĩnh như để dò ý tứ. Ta chưa chết mà sợ, mà số ta chưa đến ngày tận. Con sợ cơn giông tố ngoài bể. Thế ra con không sợ cơn giông tố ngay trong lòng con bây giờ đó sao? Tú Anh ngồi xuống ghế bưng mặt khóc xì xục. Người chủ nhà hỏi ông già Bấm mọi việc thế là xong cả Xong Việc ta phải quyên tiền cho quỷ đảng cũng xong Anh có biết bao nhiêu không Một vạn đồng Tống tiền như thế mới bỏ Rồi ông già lôi ở trong áo lót mình ra Một đệm giấy bạc một trăm Buộc trong dây gai đỏ Vứt xuống mặt bàn đánh thịt một cái Tú Anh nhìn lên thì ông già nói Cái giá trị của con đấy một vạn đồng đấy con à Cha đã bán con cho lão nghị rồi Trong lúc nó còn trù trừ Cha phải dọa nó là Nó có muốn mất tiền hay thấy con nó Bán hết gia tài đã chia cho con nó Rồi đi biệt tâm biệt tích Thì muốn Thế nó mới chịu nghe theo Lấy tiền rồi là cha phải ra đi ngay Sợ nó hối hận mà báo sở liêm phóng Bây giờ thì không lo ngại gì nữa rồi Thế là ta được dịp về, về thăm cả tổ quốc Và nhận cả con ta công tư cùng trọn vẹn người lính trố mắt vì kính phục ông già lại cất tiền vào ngực mình tú anh rên rỉ nói cha ơi con muốn đi theo cha lắm con không thể sống ở cái đất này nữa khi cha làm cho con hiểu cả cái bí mật đời con là khát máu tanh lòng với lão nghị thì con thấy đỡ nhục nhã nhưng mà rời ơi còn mẹ con con đau khổ không thể tú anh lại khóc ông già nghiêm nghị ưỡn ngực lên mắng nam nhi gì mà khóc lóc như đàn bà ấy thế phải có can đảm nên để tâm trí vào lý tưởng của mình thì cái khổ ấy mấy lúc mà quên cha đã lấy danh dự mà cam đoan với nghĩ hách rằng con sẽ ăn ở với lão như trước lẽ nào con lại bán rẻ cái danh dự của cha đi thế vả lại xã hội cũng cần có những người như con đã có học thức nhân phẩm lại có một lý tưởng mà thờ con sẽ cố gắng làm những việc hữu ích cho dân chúng trong vòng pháp luật thì làm gì không trở nên được người hữu ích con nên quay về sống với xã hội như cũ Coi như trong đời con không có sự gì xảy ra cả Như thế là cha bằng lòng lắm rồi Nếu con cũng như trăm nghìn kẻ khác Có tim, có ốc mà ích kỷ Mà ham sinh úy tử Mà rồi cứu cánh là một cuộc đời trưởng giả Sống như chó như lợn Vì kim tiền, vì ái tình, vì vật chất, vì hư danh Thì mới đáng lo cho giống nội Con xin chôn vào ruột những lời phán bảo của cha một vài năm nữa Nếu có lệnh cử cha về điều ra nước nhà lần nữa Thì cha sẽ lại đi kiếm con Mà nếu không Thì ắt là một người khác Người ấy sẽ đến tìm con Nói ba câu về cha Thì con sẵn lòng hy sinh một chút tài sản cô nghĩ hách đi Thế là được rồi Thế là cũng theo đuổi cái chí hướng của cha rồi Bao giờ con lại quên được điều ấy Tốt lắm Cha vất vả lắm con à Nửa đời người tù tội rồi một năm tù ở nước nhà vì nghỉ hách ba năm tù ở phúc kiến năm năm tù ở mãn châu chín năm rời trốn tránh gối đất nằm sương ngoài đường hình như có tiếng người đi đến chủ nhà thổi ngọn đèn tắt phục ba người cùng mở cửa nhìn ra một chú khách cắm đầu chạy lại người chủ nhà reo Thì đến đón rồi ông già ra thềm đứng chủ khách trông thấy rõ nhờ một cái chớp nhoáng thì vội đứng dừng lại chào kiểu nhà binh Ông già giới thiệu cho con Anh em đồng chí thuộc chi bộ Phúc Kiến Rồi ông già đội mũ khoác cái áo cao su đen lên vai Người lính và anh cũng mặc áo tơi vào Vì giờ xuống thuyền đã đến Đoạn ba người theo người khách đi thẳng ra chỗ cồn đá có cây da Một chiếc khải thuyền khổng lồ có hai cánh bườm nâu Bên trên có sáu người khách nữa Đã đổ chỗ có những mỏm đá nhỏ Thấy bọn này những thủy thủ lặn chào theo kiểu nhà binh Ông già dừng chân hỏi lại bằng tiếng tàu Thì bọn thủy thủ liếu lo đáp lại Ông già quay lại giơ tay ra bắt tay con Tú Anh quên cả vũng nước dưới chân Quỳ xuống hôn hai tay bố Gục đầu vào hai bàn tay Khi thấy tay mình có vài giọt lệ nóng Thì Hải Vân lôi Tú Anh đứng lên Hôn hai bên má Sau cùng Hải Vân vỗ hai vai con nói lại Thôi ở lại và sống cho can đảm Rồi quay đi nhảy lên những mỏm đá mà xuống chiếc hải thuyền Tú Anh đứng ngay ra trong Mũ cụp xuống mắt Cổ áo tơi che kín cả gái Có người lính sen đầm kỳ hoặc Đứng sau lưng trong bộ quần áo thường dân Mũi thuyền quay ra khơi Những làn sóng vỗ vào cồn đá ầm ầm Tiếng vàng như núi đổ Mưa như trút nước Chiếc hải thuyền nổi lên chìm xuống bập bền Trời và bể trắng xóa như tấm vải trắng Mà chiếc thuyền là một chấm đen Những luồng điện ngừng ngoằn chốc lát Lại hiện lên vòm trời đánh nhòa một cái Tú Anh vẫn đứng Nước mưa chui vào cổ chàng chảy vào lưng chàng Hai chiếc giày của chàng đã sủng những nước Nhưng Tú Anh vẫn đứng nhìn Chàng định nhìn cho bao giờ không trông thấy rõ chiếc thuyền ngoài bể mới thôi Người lính nói Bọn thủy thủ là khách những tay lành nghề Ông cứ yên tâm Tú Anh tuy vậy cũng không lo lắng phân vân Mặt lòng đã thấy người ấy có một vẻ tín ngưỡng Mà người thường không có Đoạn kết một buổi mùa hạ năm sau tức là năm 1933 tại nhà một ả danh ca ở xóm Khâm Thiên có một chầu hát Long Trọng quan khách có đến ba chục ngày do Long làm khổ chủ bọn quan viên này toàn là những thiếu niên trí thức cử nhân tú tài giáo sư của đại việt học hiệu bản thân hoặc sơ hoặc cánh hậu rỉ của Long tùy theo sở thích từng bọn một họ chia nhau ra làm ba tốp chiếm cứ cả nhà dưới gác trong gác ngoài Thành thử bữa ấy nhà hát như có ba bọn khách Bọn thích cái tân thời và cái nhục dục nửa đời nửa đoạn Nửa nạt nửa mở, nửa khép nửa hở Thì ôm nhau khiêu vũ ở nhà dưới Bọn muốn thưởng thức cung đàn, dịp phách và cưỡi phi cơ Thì đóng đại bản doanh ở gác ngoài Còn gác trong là chỗ hẹn hò của những cuộc vui ăn khổ nào Của những câu vật này lè nhè Của những lời hứa ẩm ờ nhí nhảnh Của sự ghen tuông giả dối Của sự đau đớn thành thực Và của thần lưu linh phòng này có năm bảy cái giường đủ chăn mền nệm gối bình phong và những bóng điện bị giam hãm trong những khung đưa đầy đặn không ra ánh sáng cũng không ra tối thật là tiện lợi cho những cặp nhân tình đó là một cuộc cuồng dâm dữ dội một bữa dã yến long trời lở đất đáng chép vào cuốn sử sách của khách làng chơi bốn chiếc xe hơi hòm đổ ngoài bờ hè đã đủ cam đoan với thiên hạ rằng bọn quan viên này là những tay sợp cả khi khách khứa kéo nhau vào độ 3 phút Mụ chủ biết chính Long là chủ tịch rồi Thì là lập tức sai người đi đến một hiệu rượu Tây. Rồi một lúc nữa Một chiếc xe hơi đi giao hàng đã đổ lù lù trước thềm Khuân vào nhà một hòm xâm banh Cái tiếng chơi bời của chàng rể ông nghị hách Trong ít lâu đã lừng lẫy khắp đất nghìn năm văn vật Long cứ từ gác ngoài vào trong Lại từ đáy xuống nhà dưới Để giữ đủ bổn phận của người lịch thiệp Đốc thúc bọn á đào. Phải chiều đại bằng hữu của mình cho ai cũng được hể hả, cho chầu hát phải vui vẻ hoàn toàn. Chàng rỉ tai cho mụ chủ những là thế này, thế này, khẽ dặn bọn chị em phải tiếp anh này ra làm sao, anh kia ra làm sao. Chàng muốn rằng, không một người bạn nào của chàng lại phải sự gì phật ý. Mụ chủ cứ nửa đùa nửa thật, mà cố gắng cho lòng một cô đào non vào hạng chanh cốm, có cái tên xinh đẹp là Minh Châu, mà mụ cam đoan là hãy còn tân cả trăm phần trăm. Vì còn bận rộn tấp nập Lòng cũng chưa để ý đến những câu tiếng cử ngọt ngào Cảnh phố xá dần dần vắng vẻ Vừa báo đêm khuya Thì trong cảnh bồng lai dâm thần đã điểm cái giờ khai chiến Lúc ấy trên gác ngoài Anh kép đã phải đổi cái đàn dây ra đàn nguyệt Mà cô danh ca cũng đã thôi những bài hát nói gửi thư Để ca mấy câu nam ai Lấy mấy câu kiều Khói thuốc phiện bốc lên trần nhà đã xanh lè Những ông trí thức đạo mạo nhất bọn cũng đã cho về những cái đứng đắn để lôi những mỹ nhân vào lòng mà xin ái tình bằng tay và môi khổ chủ ơi khổ chủ vào cây cò nữa đi thôi xin phép tôi hút đã kháng cả cổ rồi thì một điếu nữa thôi mà đã nghĩ ngay đâu mà sợ vốn nể bạn lòng toan quay vào nằm bên khay đèn nhưng bị Minh Châu níu áo lại thôi đừng hút nữa em lại mình bỏ ra nào người ta mời như thế không rồi Minh Châu lôi tuột lòng ra ngoài gác sân. Cổ lòng bị hai cánh tay ngà ngọc kéo xuống, má lòng được nhận cái hôn kiều chét một tiếng. "Đêm nay anh ngủ lại nhé, ngủ với em nhé." "Ừ không." "Ừ, chứ ai sợ gì?" "Thế thì thích quá, em nhớ mình quá." "Khỉ ở đâu đây, mấy bận trước người ta muốn giữ lại thì cứ dậy ra, cứ nằng nặc đòi về, mình không yêu em hay sao?" Lòng thờ thẫn đáp. "Yêu mê đi chứ lại không." rồi diều minh châu xuống nhà dưới lúc này cả gian phòng đương nhào lộn quay cuồng cùng một nhịp cuồng khấu những cô vũ nữ có những cái thân thể mẫm mỉm đầy những mỹ thuật cứ việc ngã người trong cánh tay bọn kỵ binh lắc lư những gò bồng đảo mà lia lịa bàn chân trên mặt sàn gỗ lim trơn bóng uốn éo theo điệu một thứ âm nhạc lúc khoan lúc nhặt lúc tỉ tê lúc lại rầm rộ cứ luôn luôn thay đổi vàng đỏ đỏ nhạt xanh thấm, xanh lơ. Nào là bài blue sang qua sang lại, nào là bài slow fox uyển chuyển nhẹ nhàng, rồi đến bài tango huyền ảo mơ mộng, rồi thì điệu java vũ phu vô nghĩa lý, sầm sầm như một chuyến xe lửa tốc hành, rồi thì nhịp vans tiết mù tấp như những ngọt gió lóc rồi thì bài rumba giả mang ghê gớm quỷ quái. Bọn người ngồi nghỉ vì mệt hay không biết nhảy gào thét như bọn hóa dại một cốc whisky cho một mặt trên mau lên lấy đầy một cốc rum sao đỏ trông chán lắm thay đĩa can hết vụ này thì thay đĩa can boston cha hay là symphony Havianer. người ta gào thét in ỏi xôn xao ai cũng muốn nói to hơn người bên cạnh nhưng không ai cần cho ai nghe rõ cả một thiếu niên ngồi tại một xó thỉnh thoảng lại reo lên một cách vô duyên cù không cười long gật mụ chủ lại dặn hết địa này thì lại bảo hộ các ông ấy là ở trên gác các ông chờ để mở sâm banh vâng bảo họ lên trô đã rồi lại xuống nhảy cho dẻo dặn xong long lại dìu minh châu quay ra cả hai đụng đỉnh bước lên thang rồi toan vào gác trong nhưng mới đến cửa đã phải đứng lại để khúc khích cười trong phòng lúc ấy có những chuyện không bút nào tả được những giọng dạy vang nhục nhã những câu hắt hủi dây đẩy tiếng cười hoặc rầm rộ hoặc khúc khích tiếng khóc sụt sịt tỉ tê thôi thì đủ cả bỉ nộ ai lạc ái ố dục người ta nói những câu ngọt như mía hay như thơ người ta đay nghiến nhau đau như đâm rứt như nện da gái đưa mua dâm của nhau hay là đã bán dâm cho nhau rồi hay là đường mặc cả người nào tốt số thì mua được rẻ được chống vánh kẻ nào vô phúc thì đi rều rệ khắp chợ chẳng được nói mỏi cả mồm thậm chí có kẻ mặc cả không được thì dằn lấy cướp giật cho kỳ được thành thử gian phòng lúc ấy là một thị trường hỗn loạn có đủ các cảnh ngộ đủ các trạng huống của bọn nô lệ tình dục từ cao đẳng đến hạ đẳng giao hợp từ nam nữ thích độ cho đến quá độ nào là tảo hôn nào là vẫn hôn cũng có một vài vụ hãm hiếp nữa đây song tòa đại hình không phải xử đến tiếng cười tiếng nói lời tán thành lời phản đối giọng công phản thật là oanh yến xôn xao lòng phải nói như thế thằng nào không ra ngay hết xâm banh thì mặc kệ đoạn lòng với minh châu ôm nhau đi ra khắc ngoài bàn rượu đã bày xong trên tấm khăn rải trắng muốt ba chục cái cốc pha lê để quanh ria bàn sáu đĩa bích quy sáu chai rượu để trong xô kẽm hẳn hồi ba lọ hoa hồng tô điểm cho quan cảnh ấy mụ chủ rối rít thúc con em đi mời các quan viên lên cho đủ mặt long đứng ôm minh châu ở một đầu bàn chờ chợt tay minh châu nắng chỗ túi áo ngực long lọ gì đấy anh cái gì thế anh không được mó vào đấy à nước hoa anh mua cho em phỏng xem nào minh châu vừa toan móc ra thì long vứt tay nó xuống trừng mắt quát im đã bảo không được mó đến mà Dòng gắt ấy có vẻ dữ tợn, đến nỗi Minh Châu tái mặt đi, Phụng Phiều có ý giận. Bọn anh em lẻ tẻ đến bàn, nhiều người quần áo xốc xếch, hoặc cà vát lỏng lẻo, đa số diện âu phục cả mà đến nỗi hoặc không có áo mà không có quần, hay có quần mà không có áo, hoặc quên không cài khuy quần, hoặc không có giày mà phải dùng đến dép và giày cao gót của chị em. Khi đủ mặt đứng quanh bàn rồi, lòng mở một chai, rót ra năm cốc gần nhất Mụ chủ và mấy ả nữa mở những chai khác sau lông Bóp 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 Những nút chai bắn thẳng lên trần nhà Tay trái chống bàn Tay phải nâng cao cốc Lông trầm tư mặt tưởng trong 3 phút Rồi lầm lầm nét mặt nghiêm nghị nói to A la santé de Nghĩa là uống vì sức khỏe của mọi người 29 người nâng cốc nhắc lại câu ấy 29 người cái cổ ngựa 29 cốc xâm banh ráo quảnh Người ta lại rót rượu một lần nữa bây giờ đến một quan viên khác nâng cao cốc nói "Bọn anh hùng hảo hán chúng ta cản chén chúc vãn tuế cho phái phụ nữ, từ đây trở đi người nào cũng nhao nhao lên. Phụ nữ vãn tuế, đồ ngu, ái tình vãn tuế. Vãn tuế cho những anh chồng mọc sừng. Vive les cocos. Hay hay bravo. Bis bis một lần nữa. Phải lắm, tuyệt, nó ở đảng ố phụ." Người ta vỗ tay hoặc cười lăn cười lộn Nút chai lại bơm bóp phục lên trần nhà Người ta nói một cách huyền thiền hỗn loạn Satan con le Nghĩa là Satan điều hành chương trình Nàng có một vẻ đẹp tiêu hồn Thế mới biết lòng thành khẩn đạo Chúa công ơi Một xuân vạn tuế Rót đầy cốc cho trẫm Ái Khanh ơi nó chết Mê nàng Bao nhiêu người làm thơ Người yêu của ta ơi ngủ lại sợ mũi đốt ông mắc bệnh sốt rét rừng mũi nó lây trùng gian mai của mày thì có ấy đại khái sự huyên náo là ở những lời nói những câu hát lảm nhảm những sự gào thét đầu ngô mình sợ như thế cả thật là hỗn loạn sầm rĩ lòng cứ lặng lặng rót lại uống cạn lại rót uống đầy năm cốc và ép minh châu cũng cạn đúng năm cốc như thế người ta bắt đầu có những cái mặt đỏ bừng lão đảo muốn ngã hoặc không nói được nữa hoặc văn tục nói đều bằng vạn trước Lòng hỏi cả bọn còn ai muốn uống nữa không mụ chủ thưa còn những hai chai nữa bọn kia nhau nhau thôi thôi Còn lại bố cả non à tủ rồi thì phải sắc buồn nôn nôn đây ghen cờ thì khói lòng hồ mụ chủ dọn bàn Mụ chủ chưa kịp chạy đến. Lòng đã thu một cốc khăn bàn vào tay. Chàng ôm Minh Châu một tay. Tay kia lôi mạnh cái khăn bàn một cái. Một tiếng loãng xoảng dữ dội. Cốc pha lê, đĩa pha lê, lọ hoa cùng nhau xuống sàn gác vỡ toan. Cả mọi người quay lại nhìn lòng sợ hãi. long ôm tồn. Không, tôi chưa sai đâu mà. Rồi lấy ở túi áo ngoài như người ta rút mùi xoa ra. Một tờ giấy bạc rộng khổ dơ vào mặt mụ chủ buông sống. Này! đây đền mụ chủ còn tần ngần nhìn tờ giấy bạc sung sướng đến nỗi không nói gì được nữa thì long lại tiện thể tay rút luôn vài ba giấy bạc rộng khổ nữa ở túi ra dúi luôn vào tay mụ mà rằng này đây thì chi tiền hát một thể chị em ngơ ngác nhìn nhau bọn bạn hữu của long cũng rất đổi kinh ngạc mụ chủ tưởng mình đương ngủ mê long phán chị làm thế nào giữ được cả ba mươi ông bạn tôi thì giữ Mỗi một người về là trừ 10 đồng Thiếu gì đi gọi thêm người Không một ông nào phải bồ côi bồ cúc Hiểu chưa Thôi xin các ngài chơi cho tùy thích Ai tủ nữa cứ tủ Ai sắc nữa cứ sắc Ai yêu nữa thì cứ yêu Xin phép các ngài Nói đoạn lòng ẩm bổng Minh Châu lên Gọn trong hai cánh tay Đi Dày chàng nghiến can cát trên những mảnh pha lê tung tóe dưới sàn Lòng qua sân Đem Minh Châu vào một phòng xếp riêng khép cửa Lúc ấy là lúc các bạn thân ở bên ngoài được giờ nói xấu lòng Rõ thật vô phúc cho ông Nghị Hách Ấy là một vị anh hùng trong nghiệp phá sản Ờ, à, à, các bác nói thế, hỏng Những thằng có địa vị phá của phải để cho chúng nó phá của Có thế đồng tiền mới được lưu thông Thương mại kỹ nghệ mới được nhờ Những thằng giàu mà không phá của là bọn sát nhân Phải bỏ tù chúng nó chỉ thương tha cho ông đốc nhà tôi thôi Giữ gìn để cho thằng em rể nó phá Dễ thường bây giờ Tú Anh cũng vẫn còn thức đọc sách Đã hẳn hôm nào chả thức đến 3 giờ sáng Mà lạ người đâu nhu nhược đến thế Để thằng em rể phá của như thế mà không nói gì cả Thằng Long nó có vẻ giám đốc hơn cả Tú Anh nhiều Vợ nó đẹp thế mà nó vẫn chơi bời thế Đầy tớ nó kêu không bao giờ nó nhìn nhận đến vợ nó cả thế có quái lạ không anh em con tuyết đẻ non ốm như thế mà thằng chồng đêm nào cũng đi như thế con tuyết chết mất tiền oan nghiệp chướng gì đây Sự thường một đứa sinh trưởng ở nơi bần hàng không cha không mẹ mà lại đau được mỏ thì chỉ còn cách chơi bời lêu lỏng các anh có rõ thằng long là con nuôi của hội trẻ con vô thừa nhận hay không thế à thế à bây giờ tao mới biết đấy Sao nó lại lấy được con nghị hách Thế mới kỳ Nghị hách có thế mới leo lên được ghế nghị trưởng chứ Các báo ba kỳ độ ấy chẳng khen ngậu sĩ lên Là nghị hách có ốc bình dân Có tư tưởng xã hội đó sao Họ còn nói nhiều Quanh hai cái khai đèn Giai gái từng cặp một nằm co quắp Người nào muốn cái khác Thì đều lôi một cô vào gác trong Hoặc xuống nhà dưới Trong phòng riêng Long đứng nhìn Minh Châu con bé say quá nằm liệm đi như chết Long nhìn nó một lúc Rồi ra khỏi phòng khép cửa lại Chàng lão đảo xuống nhà Ra đường Mụ chủ hỏi Mình để mặt khách ở đấy mà về đấy ư Không tôi đi đằng này Nửa giờ sau sẽ quay lại Đoạn Long lên một chiếc xe cao su Khi xe đến giữa phố hàng cỏ Long bảo đổ Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy trong nhà đèn còn sáng Và ngoài vệ hè Lại có hai cái xe gác đê Chàng khẽ đẩy cửa rón rén không lên bậc đá mà đi thẳng vào lối nhà chứa xe hơi. Đến chỗ cửa sổ khẽ đẩy một cánh cửa nhìn vào. Tuyết nằm rên hừ hừ. Ông Đồ uẩn ngồi ghế gần đầu giường mài một miếng quế. Bà Đồ cái váy lụa lòe xòe ngồi thổi lò than có siêu thuốc. Trên giường bên kia mịch nằm nguyên cả áo dài với đứa con gối đầu tay. Thì ra họ đến chơi vừa lúc gặp Tuyết nổi bệnh nên không ai dám về nữa tuyết nằm trong chăn đơn để lộ cái mặt veo vào, trông chỉ còn da bọc xương trời ơi là trời chồng ơi là chồng con ơi là con ông đồ nói mày năm phút nữa thì được rồi đấy bà đồ xui mở chả hoài hơi nghĩ con người tệ bạc tuyết nhăn nhó oằn hoài dở mình rồi lại rên lên tôi chết mất tôi chết mất con đẻ thì chết như thế Chồng thì đi suốt đêm suốt ngày Không bao giờ nhìn nhận đến vợ Anh tôi giết tôi mà gả tôi cho cái quân vô loài ấy Rời ơi là rời Ông đồ ôm tồn Để mai phải bảo cậu tu anh mới được Tuyết là rền sĩ Khốn nổi anh tôi đã giao hẹn là xưa kia đã bằng lòng rồi Thì đừng bao giờ đem chuyện chồng con ra làm phiền anh tôi nữa Tôi trách ai làm gì Tôi chỉ trách tôi mà thôi Đời thủa nhà ai lại có thứ chồng gì Mà tối hôm lấy nhau thì trò chuyện được một lúc Rồi là lạnh nhạt hẳn Ăn cơm xong với nhau Nó cũng vội vàng để nó lấy mũ nó ra đi Không bao giờ nó ngồi với tôi được lấy 5 phút Đứng ngoài cửa sổ Lòng ứa nước mắt Chàng lặng lặng nhìn tuyết hồi lâu Tự nhiên thấy hầm hực Vội phải tức khắc rón rén quay ra Lòng lại lên xe Bảo kéo xuống sớm Vào phòng Minh Châu lần này Lòng khóa trái cửa Chàng lấy hộp thuốc phiện và lọ giấm thanh giấu ở túi áo trong ra để ở bàn. Chàng đứng lên tìm tòi, hối hận không dắt con dao con. Khi lục lọi ở ngăn kéo, mai sau Long thấy một con dao cạo. Long thản nhiên mở hộp thuốc, rót vào một cái chén, rồi đổ lọ giấm thanh, hòa. Xong đầu đấy, Long đứng lên, nhưng chẳng may vướng vào áo, chén thuốc độc đổ té xuống sàn gác. Long đứng nhìn thở dài. Hồi lâu lặng đi như ngay như dại thì tầm mắt chàng lại đặt vào con dao chàng mỉm cười hai mắt quắc lên những ánh sáng Lòng ra bàn giấy lấy bút máy xé một tờ giấy ở sổ tay ra cắm đầu viết tôi tự tử vì tôi sung sướng quá đến nỗi không thấy sinh thú nữa và có lẽ tại tôi không tìm nổi cái nghĩa đời người nguyện vọng cuối cùng của tôi là mong ông tạ kim anh giám đốc đại việt học hiệu tha thứ cho những tội lỗi đã phạm phải đối với ông ta Tôi mong ông sẽ cứu sống vợ tôi nữa Nếu ông có thể Lòng Lòng chặn bút lên mảnh giấy ấy Cầm dao quay về giường Chàng nhìn vào mặt Minh Châu Chàng lột hết y phục của con bé ra Xong đầu đấy bỗng phải ngồi hẳn lên Bưng mặt sợ hãi Trước mặt lòng đấy là tuyết Chứ không phải là Minh Châu Thật vậy chính tuyết Cái thân thể đẹp đẽ trắng nõn Chính là của tuyết Vì cái gì cũng giống hệt từ sống mũi cho đến cặp môi Tuyết ở cái ngày mà chàng đã ô yếm trong một căn phòng ở Hotel de la Tuyết ở ngày mà chàng đã không ngăn nổi dục tình Không nghe lời Tú Anh Mà đi đến chỗ loạn luân lần thứ nhì Vào buổi tối tân hôn Lòng dụi mắt hai ba lần rồi lại nhìn Không, không phải Minh Châu Đó là Tuyết thật Lòng nhìn ra tủ gương thấy cái mặt mình đáng ghê tởm lắm Chàng nhắm nghiền mắt lại nhưng hai màn mi mắt vẫn là một thứ màn ánh huyền Vì ghê gớm trên đó cứ thấy chiếu ra cái phim Long ăn nằm với tuyết Trên cái màn ảnh ấy cảnh đời của Long lần lượt diễn ra từng miếng một Rồi kế tiếp nhau quay Và cùng quay tích như cảnh một cái cối sai Nhà bảo anh Thị mịch Nghị hách Ông già ô phục vải vàng Tấn kịch giang phu dâm phụ Tuyết Cuộc sống cuồng dâm Tú anh hình ảnh tú anh hiện ra trên màn ảnh rồi không thay đổi nữa tú anh phải tú anh với cái mặt khinh người lúc bắt được quả tang mịch cứ để quần áo ngủ mà tiếp long tú anh lúc lẳng lặng giao chìa khóa các bài cho long sau khi quan phó sứ đến bắt tay chúc mừng cho long giữa hai bà sơ long cố định thần lại mở choàng mắt ra chàng kêu trong lòng ừ tuyết thì tuyết rồi chàng cúi xuống ôm ghì lấy minh châu Hôn vào giữa miệng nó Nhưng cái hư ảnh đã biến đi rồi Bây giờ thì đó lại là Minh Châu Với cái vẻ mặt dày dạng Của một cái giang hồ mà thôi Lòng thở dài một cái Chàng bớ lấy con dao cạo Nằm gối đầu lên cái thân thể trần truồng ấy Lôi tay áo lót mình lên Dơ ra ngoài thành giường Chỗ cổ tay trắng trẻo của long Có hai đường gân và một mạch máu nổi lên Như một con dung xanh Lòng để lửa dao cạo vào cổ tay Nghĩ đến những lúc phải bạo tay cắt tiết gà nhắm mắt lại nghiến răng tay phải mạnh mẽ khía một nhát một tia máu phun tóe lên chiếc tủ gương long oằn oại rẫy rùa kêu ú ớ trong cổ họng nằm xuống vật mình xuống giường thình thình Giời đã hưng hửng sáng ngoài phố thằng bé mồ côi rau bánh rán nóng bà lão già rau bánh tay người phu lục lộ đã rụi mắt đứng lên với cái chổi quét tường bọn thợ máy nhà ga lũ lượt đi làm nện guốc xuống mặt đường lớp cớp tháng chín năm 1936 hết chuyện